cần có giải pháp đảm bảo đời sống cho người dân khu đô thị Đông Nam Thủy An trong lúc chờ bàn giao cho chủ đầu tư mới. Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho dầu tràm, giải pháp bảo vệ uy tín và thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của Huế. Chỉ vẹn vẹn 50 nóc nhà nhưng đập góc, một địa danh giáp giới giữa hai xã Phú Mỹ và Phú An của huyện Phú Vang lại là nơi chứng kiến bước ngoặt của nhiều gia đình. Hãy cùng khoảnh khắc ngày mới khám phá vùng đất nhỏ yên bình này. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính trong chương trình sáng nay, thứ năm ngày 20 tháng 12. Kính chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong khung giờ quen thuộc của Huế ngày mới. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn luật an ninh mạng năm 2018 cho cán bộ các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, đội ngũ các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Phó giáo sư, tiến sĩ, trung tướng Hoàng Phước Thuận, nguyên cục trưởng cục an ninh mạng Bộ Công an trực tiếp truyền đạt các nội dung của đạo luật quan trọng này. Dẫn chứng một số vụ tấn công mạng trên thế giới tiêu biểu như vụ tin tặc trộm dữ liệu y tế của thủ tướng Singapore và 1,5 triệu bệnh nhân ở đảo quốc sư tử, tác động của các trang mạng xã hội đến bầu cử tổng thống Mỹ 2016 hay sự kiện mùa xuân Ả Rập để thấy được những ảnh hưởng nặng nề về chính trị, kinh tế, xã hội mà các cuộc tấn công mạng gây ra. Trung tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Phước Thuận, nguyên cục trưởng cục an ninh mạng Bộ Công an đã truyền đạt những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng. Luật gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Luật quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng. Bên cạnh đó, luật quy định chi tiết việc bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Những thông tin được tập huấn sẽ giúp cho các đại biểu tùy theo chức trách, nhiệm vụ của mình nâng cao ý thức khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn đảng bộ để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Các cán bộ chủ chốt đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã nghe quán triệt nội dung của ba nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đó là quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương, nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Quang Tuấn đề nghị các cán bộ tham dự hội nghị sau khi nghe quán triệt các nội dung cần sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong thời gian tới. Cùng với đó, các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập quán triệt nghị quyết ở đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phân công trách nhiệm rõ ràng để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và hoạch định những mục tiêu cho năm 2019. Năm 2018, dù còn nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền có những chuyển biến tích cực. Đã có nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đạt và vượt so với kế hoạch, như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 54.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,6 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,59%. Huyện Quảng Điền tiếp tục chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận động nhân dân đẩy mạnh sử dụng các giống lúa, giống lạc có chất lượng cao vào sản xuất, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Chương trình xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt 19 tiêu chí. 5 trên 18 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch của Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới đề ra từ đầu năm. Trong kỳ họp cuối năm vừa được tổ chức, việc xác định nguyên nhân và tìm ra những giải pháp được các đại biểu tập trung thực hiện. Cụ thể, các chỉ tiêu không đạt là thu ngân sách, tổng diện tích gieo trồng, các chỉ tiêu về rừng kinh tế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ hộ nghèo. Dù vậy, theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân huyện, 4 chương trình trọng điểm là chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, chương trình đô thị văn minh, chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chương trình phát triển văn hóa du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm và đạt kết quả nhất định. Số lượng khách tham quan trên địa bàn huyện trong năm 2018 trên 37.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 6,2 tỷ đồng.
Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào đã sang thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi tiếp, Trung tá Sunikhon đã chúc mừng những chiến công hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng chí vô cùng xúc động trước những tình cảm sâu sắc và sự giúp đỡ tận tình quý báu của quân và dân Việt Nam đối với Lào trong những năm kháng chiến giành độc lập dân tộc. Và những truyền thống tốt đẹp đó càng được vun đắp vững bền hơn với sự gắn bó mật thiết giữa Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Salavan và Thừa Thiên Huế trong những năm qua, đã góp phần xây đắp cho mối quan hệ của hai đảng, hai nhà nước, quân đội ngày càng xanh tươi, đời đời bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Sunikhon thay mặt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế những lời chúc tốt đẹp nhất. Thay mặt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế, Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy đã cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà tỉnh Salavan đã dành cho tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm qua. Đồng thời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào nhiều năm qua đã không ngừng phối hợp giúp đỡ đội quy tập 192 hoàn thành nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Salavan về nước. Đồng chí Chính ủy mong rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và tăng cường mối quan hệ tốt hơn nữa trên tất cả các mặt, cũng như tiếp tục giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó và phát triển giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan, cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh. Được đầu tư xây dựng cách đây gần 10 năm, tuy nhiên, thay vì một khu đô thị kiểu mẫu theo như quy hoạch, thì giờ đây, khu đô thị mới Đông Nam Thủy An lại là nơi bộc lộ nhiều bất cập, khiến nhiều người dù đã bỏ tiền mua đất xây nhà nhưng vẫn chưa có thẻ đỏ. Hiện nay, dự án đang được bàn giao về cho một nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, thời điểm nào mới hoàn thành thì vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Trong lúc chờ đợi, người dân buộc phải sống chung với một hạ tầng chưa được hoàn thiện với nhiều hệ lụy nảy sinh. Phản ánh của phóng viên Huyện Ngày Mới. Hệ thống thoát nước không hiệu quả. Dây điện đầu nối một cách tạm bợ. Đây chính là hiện trạng mà người dân ở Lô Ca, khu đô thị mới Đông Nam Thủy An phải sinh sống. Chỉ sau một cơn mưa, con đường vào nhà của những hộ dân ở đây lại ngập úng như thế này. Là trong cái hợp đồng cam kết là về cái cơ sở hạ tầng như điện, nước, hệ thống nước thải sinh hoạt thì là phải hoàn thiện. Nhưng mà khi bản thân tôi và những hộ xung quanh đây về thì sinh sống đây là trong cái cam kết đó là họ không làm đầy đủ. Như các anh thấy rồi, con đường này là thành con sông như vậy, con đường này, cho nên dân cứ ở đây hầu là bức xúc, bản thân tôi cũng rất bức xúc. Hệ thống nắp, hồ ga, hồ cống ở đây hầu như mất hết và gây ra các cái bẫy vô hình cho các cháu buổi chiều hoặc là các cái xe con đi ở trên đây thì bị sửa cống, đó rất là nguy hiểm. Và một cái nữa là hệ thống điện ở đây tuy đã có rồi nhưng mà gần như là rất là ít bật, thì tôi cũng hiểu là tại vì sao lại không bật. Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ đầu tư của khu đô thị này là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 đã mất khả năng về tài chính, dẫn đến không thể hoàn thiện các hạng mục thi công trong hạn định. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành những thủ tục để chuyển nhượng toàn bộ dự án cho nhà đầu tư mới theo hình thức xử lý nợ xấu. Để tạm thời giải quyết cho người dân, Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các phòng ban tiến hành kiểm tra hệ thống điện, cũng như tiến hành nạo vét, khơi thông các vị trí miệng thu nước, các tuyến cống, hồ ga. Đồng thời tiến hành nhắc nhở chủ đầu tư liên quan, tiến hành giải pháp tạm thời để khắc phục tình trạng trên. Còn về riêng về cái đối với cái dự án Đông Nam Thủy An, thì đối với dự án này thì ban đã có rất nhiều văn bản nhắc nhở chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và sớm bàn giao cho tỉnh, và cũng như đề nghị chủ đầu tư quan tâm xử lý kịp thời đối với hệ thống thoát nước mưa để nhằm đảm bảo việc trước mắt cho người dân. Thì hiện nay là chủ ủy ban tỉnh cũng đã có chủ trương cho phép chuyển nhượng dự án và công ty cũng đang thực hiện các thủ tục để hoàn thành công việc này. Dù được nhà đầu tư hứa hẹn chuyển đến sống tại khu đô thị khang trang hiện đại, nhưng hiện trạng khác xa với những gì người dân đang trải nghiệm. Những bất cập về hạ tầng yếu kém của nhà đầu tư đang ngày ngày ảnh hưởng đến đời sống của những hộ dân sinh sống trong khu đô thị kiểu mẫu này. Mong ước của người dân bây giờ là cơ quan chức năng có liên quan nhanh chóng có những giải pháp thiết thực để sớm khắc phục tình trạng bất cập như hiện nay. Thưa quý vị, dâu tràm được xác định là một sản phẩm chủ lực mang thương hiệu Huế. Sản phẩm cũng đã có một chỗ đứng nhất định trên thị trường trong và ngoài nước.
Và cũng chính vì vậy mà hiện đang có nhiều sản phẩm kém chất lượng làm mất uy tín đến thương hiệu này. Để ngăn chặn tình trạng này thì việc xây dựng chỉ dẫn địa lý được xem là giải pháp cần thiết và cấp bách. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể vấn đề này thông qua phóng sự sau. Đến Huế, người tiêu dùng và du khách không khó để tìm mua một sản phẩm tinh dầu tràm với nhiều giá bán dao động khác nhau từ 20 đến 30 nghìn đồng một chai 120 ml. Trong khi dầu tràm đạt chất lượng có nhiều điểm bán 130 nghìn đồng một chai. Tình trạng tinh dầu tràm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc không chỉ là vấn nạn đang làm đau đầu các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính trên địa bàn tỉnh mà còn là vấn đề cần được báo động. Nếu mình sản xuất về chất lượng thì ai cũng mong muốn hết. Mong muốn có một cái hợp nhất lại, đồng bộ để cùng ra thị trường khỏi giá thành cạnh tranh và đẩy lùi được cái sản phẩm mà không đạt chất lượng để trôi nổi thị trường. Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 200 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh dầu tràm với hơn 50 lò chưng cất, tập trung chủ yếu tại hai huyện Phú Lộc và Phong Điền. Sản lượng tinh dầu ước tính khoảng trên 16.000 lít một năm, với doanh thu khoảng 14 tỷ đồng một năm. Với sự hỗ trợ của địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất như cơ sở dầu tràm Anh Chiến, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất tinh dầu Kim Vui, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất tinh dầu Hoa Nén, bước đầu xây dựng xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng trang web phục vụ kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giới thiệu quảng bá sản phẩm dầu tràm Huế. Một số cơ sở đã được bảo hộ nhãn hiệu dưới hình thức nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường. Tuy nhiên, do chưa có một tổ chức để thống nhất quản lý và chưa xây dựng một thương hiệu chung để có thể quản lý, vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh dầu tràm thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là vùng nguyên liệu chưa được chủ động, dẫn đến tình trạng tranh chấp. Nhiều nơi khai thác tràm non khiến cho nguyên liệu ngày càng cạn kiệt. Bên cạnh cái việc bảo đảm về cái chất lượng sản phẩm thì chúng tôi luôn chú trọng về việc là xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu. Thì trong năm vừa rồi là chúng tôi cũng đã kết hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và chính quyền địa phương của huyện Phong Điền và ban quản lý dự án của Trường Sơn Xanh tiến hành xây dựng cái dự án bảo tồn và trồng mới cái vùng nguyên liệu tràm gió 10 hecta theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thì đây tôi cho rằng là một cái hướng đi rất bền vững cho doanh nghiệp, và đầu năm 2019 là chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai và thực hiện cái dự án này. Riêng doanh nghiệp Kim Vui của chúng tôi thì với cái sở hữu trí tuệ và bảo hộ thương hiệu là nó đem lại một cái lợi ích vô hình và nhất định, thì tránh được những cái hàng giả, hàng nhái, thì giờ trừ hành lang bảo hộ pháp lý của sở hữu trí tuệ mà nhà nước đã ban hành. Tôi thấy đó là một cái động lực và một cái thước đo chuẩn để đem đến một cái sản phẩm truy xuất đúng nguồn gốc và đúng nơi xuất xứ và một cái chất lượng để cho người tiêu dùng được tin tưởng. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành quyết định số 2636 ngày 7 tháng 11 năm 2017 về chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020. Do vậy, việc đề xuất và thực hiện dự án xây dựng quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm dầu tràm của tỉnh Thừa Thiên Huế là cần thiết và cấp bách trong hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù hiện nay, với mục tiêu là đảm bảo cho sản phẩm dầu tràm của tỉnh Thừa Thiên Huế được bảo hộ. Là chúng tôi đang tiến hành các cái bước để thành lập hiệp hội tinh dầu tràm Thừa Thiên Huế, và hiệp hội này sau này sẽ quản lý cái nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý của dầu tràm Huế. Và cũng thông qua cái việc tổ chức cái hiệp hội dầu tràm này, chúng tôi sẽ triển khai các cái giải pháp hỗ trợ để mà nâng cao cái năng suất chất lượng cũng như kiểm soát chất lượng dầu tràm theo cái quy chuẩn kỹ thuật địa phương về dầu tràm Huế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm truyền thống địa phương, trong đó có tinh dầu tràm Huế. Bên cạnh ban hành quy chuẩn địa phương, cần được xây dựng chỉ dẫn địa lý, hướng tới thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng một cách nghiêm ngặt, thông qua việc đánh giá chính xác các tiêu chí chất lượng để góp phần duy trì, phát huy được cả thương hiệu sản phẩm tinh dầu tràm của Huế. Tiếp tục với một số thông tin thị trường đáng chú ý.
Nếu như cách đây 10 năm, các mặt hàng xuất khẩu tỷ đô chỉ điểm trên một số mặt hàng như dệt may, da giày, thủy sản, thì hiện nay con số này đã tăng lên đáng kể. Tính đến nay, các nhóm hàng điện thoại, dệt may, máy móc thiết bị, máy vi tính, máy ảnh, giày dép, sắt thép, gỗ, phương tiện vận tải và sản phẩm từ sắt thép vẫn dẫn đầu trong việc mang lại nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế. Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện tính đến hết tháng 11, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 46,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là các sản phẩm hàng dệt may với kim ngạch xuất khẩu đạt 27,7 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực chủ yếu vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngoài ra, một số mặt hàng nông sản, thủy sản cũng tăng trưởng khá. Tính đến hết tháng 11, tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả ngoài về Việt Nam đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó chủ yếu từ Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc với hơn 66%. Càng cuối năm, giá trị nhập các mặt hàng trên càng gia tăng. Rau quả nhập về Việt Nam trong tháng 11 là hơn 142 triệu đô la Mỹ, bánh kẹo hơn 49 triệu đô la Mỹ. Hiện hoa quả nhập khẩu lớn nhất tập trung vào ba thị trường là Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hệ tháng 11, Việt Nam chi hơn 390 triệu đô la Mỹ nhập các loại hoa quả Trung Quốc về nước. Kim ngạch nhập các mặt hàng rau quả nhập từ Thái Lan có con số rất lớn, hơn 639 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 1/2 kim ngạch nhập mặt hàng này về Việt Nam. Hoa quả bánh kẹo Hàn Quốc cũng được làm người Việt. 11 tháng qua, hoa quả nhập từ Hàn Quốc về Việt Nam đạt trên 28 triệu đô la Mỹ, còn mặt hàng rau quả đạt hơn 22 triệu đô la Mỹ. Trong khi rau quả nhập khẩu tăng thì giá nhiều loại nông sản trong nước lại thấp kỷ lục. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nhiều loại nông sản rớt giá thê thảm và đang ở mức thấp kỷ lục. Hiện bưởi da xanh loại 1, loại 2 chỉ từ 20.000 đồng đến 35.000 đồng 1 kg, thấp hơn 50% so với 2 tháng trước. Giá cam sành tại đồng bằng sông Cửu Long chỉ 3.000 đến 4.000 đồng 1 kg, đây là mức giá thấp kỷ lục từ trước đến nay. Lúc 8 giờ 20 phút sáng ngày 19 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá bán ra đô la Mỹ ở mức 23.421 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Giá mua vào vẫn duy trì 22.700 đồng 1 đô la Mỹ. Tỷ giá trung tâm Việt Nam đồng đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.785 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng là 23.468 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 23.102 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Tại nhiều ngân hàng thương mại, sáng ngày 19 tháng 12, giá đô la Mỹ đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Thưa quý vị, chỉ vẹn vẹn 50 nóc nhà nhưng đập góc, một địa danh giáp giới giữa hai xã Phú Mỹ và Phú An của huyện Phú Vang lại là nơi chứng kiến bước ngoặt của nhiều gia đình. Khu tái định cư này được xây dựng cách đây đúng 10 năm dành cho các hộ dân vàng đỏ trên đầm phá. Và bằng những chính sách hết sức cụ thể, thiết thực của chính quyền, đập góc trở thành nơi chấp cảnh ước mơ cho thế hệ con cháu của những ngư dân lân đênh trên sông nước. Hãy cùng khoảnh khắc ngày mới khám phá vùng đất nhỏ yên bình này. Không biết tên đập góc có từ đâu, nhưng giờ đây đã trở thành nơi sinh sống của 50 hộ gia đình. Điện, nước, đường giao thông thuận lợi khiến vùng này như gần hơn trung tâm của xã. Hơn thế, chính quyền đã xây dựng một nhà hai tầng cao ráo, vừa là nơi sinh hoạt, vừa là nơi học tập của các cháu nhỏ, đồng thời là điểm chống bão. Nhìn lại 10 năm, người dân ở đây không khỏi cảm động về sự quan tâm của chính quyền. Nhà nước đang có hỗ trợ cho một số tiền là 14 triệu 500 và cấp cho mặt bằng. Thì bà con cũng khi mặt bằng sống thì làm đường xã sống, thì bà con lên nhà cửa rồi thì cũng có là vốn rồi, thì bà con cũng cảm thấy là nghề nghiệp nhà cửa cái đó cũng phù hợp theo với nhà nước. Trong những ngày mưa lũ, nước sông ở mức báo động 2, nước ở đầm phá ngập cả đường đi. Người dân ở đây tuy cách biệt với trung tâm xã nhưng vẫn yên bình vì hạ tầng ở đây khá ổn định, nhà cửa xây dựng tuy chưa đẹp nhưng đủ kiên cố để vượt bão lũ. Phương tiện làm ăn sinh sống đã có âu thuyền nhỏ, bến bãi đầu đỗ an toàn. Trong những ngày mưa gió, họ cảm thấy yên tâm hơn. Thì cũng nhờ cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, thường cũng rất chăm lo cho cái đời sống của dân, nhất là về cái tình mạng bão lụt, đường điện, đường nước đã bắt về, ánh sáng có rồi, tới đây nó còn thiếu cái béo là có gì, internet, nơi gì nữa. Các em bây giờ là một số thì học đấy thì ít, còn mỗi năm thì các em hòa nhập ở vô trường,
các em cũng học là các cấp 4, cấp đàng hoàng. Những đứa trẻ ra đời khi cha mẹ chúng đã chuyển đến đây định cư. Vì vậy, những con đò đối với chúng chỉ là phương tiện kiếm sống, chứ không phải là ký ức về một cuộc sống lênh đênh như các thế hệ trước. Đập góc tuy nhỏ nhưng cũng đã có trường lớp, thầy cô giáo nên các em không lo bị thất học. Sau 10 năm, đã có nhiều lớp học sinh ở đây trưởng thành, có công việc ổn định, không phải gắn bó với mái chèo, tay lưới, lênh đênh trên mặt đầm phá nữa. Phần cuối chương trình là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên ở Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng và dao động ở mức 27 đến 29 độ. Đêm và sáng sớm nhiệt độ khoảng 17 đến 18 độ, độ ẩm phổ biến từ 84 đến 85%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.